Vụ tiểu thư siêu sang có nghi vấn lừa đảo. Tình tiết mới nhất, công an thì nói rằng không có yếu tố để khởi tố bây giờ, cho đến giờ này. Luật sư thì nói những tin tức trên mạng xã hội có yếu tố thổi phồng, có vẻ như là một sản phẩm hư cấu. Còn diễn biến ngoài đời thì như thế nào? Ngày 17 tháng 9, ông NH.N, 38 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, người đã gửi đơn tố cáo NTVA, tức Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang, lừa đảo 1,5 tỷ đồng, cho biết đã tìm thấy siêu lừa khi người này đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận. Hiện công an đang làm việc ở các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Ông N cho biết trước đó VA với ông N quen biết nhau trong một dịp tình cờ tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều lần VA đã đến nhà chơi và vợ chồng ông cũng có đến nơi ở cô này tại hai căn hộ sang trọng nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. VA xưng là người có tổng cục 5 thuộc Cục Tình báo Việt Nam, giám đốc của một công ty ở tỉnh Bình Thuận. Theo ông N, sau khi lấy được lòng tin, VA đã lừa vợ chồng ông số tiền 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chị NL, một trong nhiều nạn nhân khác của NTVA cũng đã lên mạng xã hội cho biết vụ lừa thế kỷ mà gia đình chị đã thiệt hại 17 tỷ. Theo chị L, năm 2018, VA đã làm đẹp tại cơ sở của gia đình chị. Lúc này, em trai họ hàng của chị trực tiếp làm đẹp cho VA và cả hai có quan hệ yêu đương. Trong quá trình này, A thể hiện lối sống giàu có, đi nhiều phương tiện khác nhau, tặng cho gia đình bạn trai những món quà đắt tiền, kể cả căn hộ hạng sang. Chính vì thế, chồng chị đã tin tưởng cho VA mượn tiền nhiều lần và cả mượn tiền để đầu tư bất động sản. Sau đó, VA tổ chức đám cưới cùng với người em của chị tại khách sạn sang trọng, được tặng cả siêu xe 80 tỷ làm của hồi môn. Một người em họ khác của chị NL cũng xây tuyền tỷ cho A để người này bán rẻ cho căn hộ hạng sang, chị lấy nửa giá. Sự việc vỡ lở, chị NL phát hiện ra vụ việc thì chồng chị đã chuyển cho VA số tiền lên đến 17 tỷ đồng. Cũng theo chị NL, những siêu xe biệt thự ở Hà Nội hay các căn hộ hạng sang ở thành phố Hồ Chí Minh do VA thuê theo ngày tháng và đồ hàng hiệu sang chảnh đều là hàng nhái. Theo chị NL, mặc dù vụ việc đã xảy ra mấy năm trước nhưng nay phát hiện thêm nhiều nạn nhân VA bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự nên chị buộc phải lên tiếng cảnh báo trên Facebook. Nhiều người tin vào câu chuyện này và nó lên một cơn sốt truyền thông. Một cô gái nhà nghèo đã giả làm siêu tiểu thư, lừa đảo rất nhiều người, tổ chức đám cưới siêu sang, được tặng xe siêu xe ở khách sạn sang trọng nhất tại Phú Quốc. Tình tiết rất ly kỳ, hấp dẫn mọi người. Nhưng công an thì không cho như thế. Công an cho rằng mặc dù người đứng đơn tố cáo đã đề nghị tạm giữ cô VA, nhưng công an nói rằng không có, đến giờ này không có yếu tố nào là lừa đảo hay có thể bắt giữ hay dấu hiệu hình sự gì ở đây. Thì luật sư thì cho rằng đây là một sản phẩm sáng tạo trên mạng để hút khách, bởi vì chưa thấy chứng cứ nào được đưa ra một cách cụ thể. Còn thôi, rất đáng ngạc nhiên, tôi thấy rằng tình tiết của drama này rất giống một bộ phim, rất giống một bộ phim đang chiếu mới tin năm 2022, nội dung y chang. Đó là phim Inventing Anna, một câu chuyện phim năm 2002 đang chiếu trên Netflix. Về đó là câu chuyện có thật về Anna Strokolin, một cô gái nổi tiếng với hàng loạt vụ phi vụ lừa đảo ở New York, Mỹ. Xin lỗi. Nhờ đó nhanh nhạy cùng năng khiếu diễn xuất, cô nàng đã khiến nhiều người giàu có tin rằng mình là con gái sở hữu khoản tài sản kích xù của một gia đình tài phiệt ở Đức. Sau đó, Anna vay tiền bạn bè mới quen để thanh toán các khoản chi phí ăn chơi đắt đỏ. Cô cũng thuyết phục thành công nhiều người, nhiều ngân hàng đầu tư hàng chục triệu đô la cho các dự án khởi nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra khi sự việc bại lộ, Anna bị bắt và lãnh tù do những chuyện mà mình gây nên. Tháng 2 năm 2021 vừa qua, cô được trả tự do cùng tham gia dự án phim trong vai trò cố vấn nội dung. Đó là một phim 9 tập, mỗi tập phim là một bước trong kế hoạch đầy mưu mô và tham vọng của Anna. Cô được xây dựng là một nhân vật láo cá với khả năng ăn nói và trí nhớ hình ảnh tốt. Cô có gu thời trang hợp thời, giao tiếp tinh vi
khiến người đối diện phải kiêng nể. Các vụ lừa đảo của Anna đã thiết lập vô cùng khéo léo để đi tới cái gạch lớn cuối cùng mà ít ai tiếp xúc với cô có thể nhận ra. Hình tượng Anna mang đặc điểm những người phụ nữ trẻ hiện đại có phần thực dụng. Cô coi lừa đảo là sự nghiệp và cô rất nghiêm túc với suy nghĩ đó. Nói chung đây là một bộ phim về những người sống ảo, những cô gái sống ảo, những chàng trai sống ảo gặp nhau và sống ảo, lừa sống ảo. Và nếu anh chị coi phim này sẽ thấy là nó rất giống drama về cô PA mà người ta tung lên mạng cho rằng mình lừa đảo mấy chục tỷ, cả trăm tỷ cách đây 3 năm nhưng bỏ qua. Bây giờ thì lên tiếng mà không có chứng cứ gì. Theo tôi đây là một drama dàn dựng thôi. Tình tiết có thể lừa đảo một ít tiền nhưng được thổi phồng lên để thành một câu chuyện hấp dẫn. Và có lẽ là những người trong cuộc chơi này đã xem phim Anna này rồi nên bị ấn tượng và lấy luôn những tình tiết trong phim để làm drama cho mình. Tuy vậy chúng ta cũng tiếp tục theo dõi xem sự thật như thế nào, và sự thật như thế nào sẽ được công an kết luận nay mai. Xin cảm ơn.